Hôm nay là ngày 31 tháng 12 nè. Đêm mại tại quấy câu lạc bộ băng ló của Ba Bì nè. Huyện Quang Trung nè. Huyện Hữu Xuân nè. Lê Sĩ Thắng nè. Lê Hội Viên Mới. Ông này sao mà em dạng quên tên cho mày. Cả xa đấy gần nó giống lục đạn rồi. Là Quỳ Trang. Quên lâu lâu. Chẳng biết đúng. Che rồi. Cái quay này nhiều kỹ lắm. Cái mày này nó cũng cười lắm, nó thấy ai đẹp trai thì nó cứ quay đấy, nó cứ sai quay. Rồi sao nó càng nghiệp nữa, càng nghiệp với đội khác đi làm đường, ảnh cũng không ăn cái chuyện gái nữa, ảnh nghẹt thở chết. Mà tối rồi. Rồi giấy chết á. Rồi tối á, anh nhạc thở. Ở thằng Hải Quân gác. Mẹ tối thằng Nghiệp làm ọc. Mà lúc đó nó giảm rồi. Lại nó nằm chết. Chú tá, nó khóa 2. Nó làm 2/3 tiểu đoàn nữa thôi. Thì hai anh em lại gặp nhau ở đâu đi. Là Quỳ Trang đứng kệ đội ở ngoài Bắc. Ăn cái cụ giọng mà khơi môn á, mà ăn vô là chết thôi. Mà Lạc Quỳ Trang á, chỉ mới sưng môi, sưng miệng bắt nhổ ra thôi. Nên chứ không chết. Cái này đem nướng cho bọn ăn hai thằng ăn. Nướng hột thơm quá, ngon như là rẻ. Ăn được thịt năm sau, mà không có những kỳ kỳ lập sốt có nướng thơm. Nhưng mà để dành nhân về hôm sau, thì mình phải ăn thôi. Đi về lúc mình tổng về đó thì nó còn có cái suối đó thì mình... Nguyên Hữu Xuân đứng đọc hội chí và Hà Thúc Giác nè. Đứng đọc cái đoàn tự thù thành phố Huế. Bài đọc bé này, thằng khác, tôi nói, cái mình chặt cái phạt một cái, phát xuống, gặp trường. Xong rồi nó bắt đầu nổi cái riêng tại Long Giao không á, bốn thằng khoảng 17 á đều thuộc sinh hết, trừ lượm tôi, Bùi Xuân Thông, rồi Đinh Văn Năng đều tuổi sinh. Tôi gọi là bạn mẹ chiến sĩ, tôi bị đường đến trưa đến là bà luộc.
Toàn tuổi thìn trong khoảng 17, toàn tuổi thìn đá số, chẳng phải à, nên chỉ như là Lê Trị Thắng đôi là đứa em của mình rồi nhỏ. Thành ra tôi phải gọi bằng anh mà. Tôi học lắm rồi. Lúc giao á bụng đứa khoảng 17, nhớ nè. Lòng muốn gì? Thường lương cùng 40, tôi cùng tuổi thìn, tôi cùng tuổi thìn, Đinh Văn Băng cùng tuổi thìn, Vũ Xuân Thông cùng tuổi thìn. Nên chứ tôi mới biết mà. Ông mà ông thìn sao bằng cái gì chứ? Đấy, ai nên trừng giác? Ai nên trừng giác? Năm mới đến thì Bác Hồ có bảo cái đám là nên nó thay đổi. Cái này đã tính rồi, đã nói là chưa tới năm mới. Quyết theo không? Quyết theo không? Cho nó rõ rõ chứ. Nguyễn Phương Trung nè, Long Thầy Tao nè, à, tại Long Thầy Tao còn đi không quân mà tôi cũng biết nữa. Rồi, nhưng mà cũng như tôi thôi, rớt cái đi biệt kích, giờ là giọng Bùi Xuân Thông, Bùi Xuân Thông cũng rớt rồi đi được biệt kích. Chờ em ra biết chưa? Nhưng mà anh có biết anh rớt vì lý do gì không? Cái thằng tự sĩ đó đó, còn nói đâu không có kể rồi. Có răng răng này nó ngứa ngứa đây là tức là nó chưa biết về uống rồi về khoảng vậy là bây giờ tôi phải về tôi mua thêm chanh, mua nước chanh, nước hả? Dắt ra thành một cốc mà không biết bao nhiêu trái, nó để chục trái không chừng mới chơi mới bắt. Nếu mà chanh tốt á thì mới nhiều nước nhiều. Chơi chục trước anh đủ anh uống rồi em về nhiều lắm rồi em về dữ lắm. Nhưng mà khi tôi lên hạng là tôi được đại chỗ. Nhưng mà cũng là được nắm là cùng nhau quan nhiêu không? Giờ Lê Sĩ Thắng đứng đọc hội chỉ của Hà Thục Giác Việt nè. Đứng đọc ở cái đoàn những ngày mà Hà Thục Giác ở tại Sài Gòn sau 30 tháng 4 đó. Làm cái gì, gặp ai. Tháng sau mới làm, sau mới vào mới làm, nó ký mà chứ. Thì nó vào ký thì kìa. Không làm một cái là tôi không làm một cái là tôi không lo nữa, không lo. Mày phát, tôi là đứng đầu quân đội của Trọng Cấm mà. Đây là ông nào Văn Năng nè, Bệnh Đông Quân. 535 ngày thôi. Đây là ông Thầy Long nào đó đi khám không quân mà rớt nè. Ông làm trưởng toán mà hỏi ông tổng số bao nhiêu không quân đi đi khám không quân mà ông đó ông quên rồi. Mà tôi quên rồi. 33 trường sống là hai bức giặc quên vô hiệu quả nhỉ. Nhớ vũ trường tâm với thầy với thầy. Nhưng mà anh quên tôi đi không quân nữa chứ. Quên tôi đi không quân.
tôi là trừ bị sông Mâu. Lại 30 người, tôi 31. Mẹ Hà Túc Giá cũng đi không quân đi, nhưng mà cặp mắt yếu nè. Giỏi lắm á, đứng thứ 31. À, lấy có 30 người thôi mà Hà Túc Giá đứng thứ 31. Bữa nay là thuốc giác hút thuốc thoải mái, tại vì cuối năm mà giác mà có coi á, thì thấy ông giác hút thuốc thì cũng đừng có phiền ông, tại vì cuối năm cho ông hút thoải mái một lần. Còn ông Đặng Đức Thắng nè, Đặng Đức Thắng cũng người thứ 30 nè. Ông đang đọc cái say mê về hồi ký của ông Hà Thúc Giác. Khi mà đi khám là chưa đeo lông, chưa thuộc nghèo, chưa còn sinh viên sĩ quan. Hà Thúc Giác đó gốc cũng bự lắm, nhưng mà đi khám rớt, tại vì cặp mắt yếu thôi. Nhưng mà tôi có cô quân, đứa nào tưởng tôi là không quân thừa, đứa nào ngoài mày không quân hả? Xin tóc đỏ chưa? Xin tóc đỏ ra. Giác mà mi lấy mi mời trang hút hút điếu thuốc rồi người ta quay phim coi chứ. Khi nào anh cất máy thì tôi bình thường tôi nói không hút đều còn quay phim. Bữa nay cuối năm hút đại đi mà đâu có ai thắc mắc gì đâu. Giác không hút thuốc mà bữa nay bà xã có coi phim này là cũng tha thứ cho Giác, để cho Giác thoải mái. Ngày nay là ngày ta khoe hồi kỷ mà. Đúng rồi, ra mắt hồi kỷ nữa. Mắt hồi kỷ mà. Bây giờ là Nguyễn Quang Trung đang đọc cái đoạn mà tôi viết về Đinh Văn Măng nè. Hất hất quên, hất quên, hất quên. Không thấy tô phở mà chỉ muốn uống nước chứ không muốn ăn cái. Nếu mà đi bước nữa là té xuống liền. Đúng rồi, cái đó nó nghe. Nếu chặt cái này chết có một mối một à, chết chó cắn là phải chết bụng thôi. Không, cái này sau khi cái bụng rồi nó ở trong đó nó cục rồi chết đủ 21 mối, 21 mối cái đó ghê lắm. Đó là khi lấy thì thằng gặp người khách thì hùng khoảng 16 đó. Nó là nó kêu mình bằng cậu và nó quan đạt mình nghe lắm, nó nhìn cái hình đấy đúng cái hình mình. Thế mà cũng là căn cứ của nhân viên người khác người hung này nó nhân trưởng trong không có nông dũng. Tôi nói cho ông nghe, càng đi xa càng thấy chúa. Ôi sao được thua rồi. Thiếu 16. Thiếu 16. Ok. Thì biết được ngày nào thì ngồi đây. Rồi. Thứ năm sau. Cái đó là về để xin phép, nhưng mà tôi nói ông là lâu lắm rồi tôi cũng không dám nhiều người em thứ dưới đâu là mười bốn bác vợ lâu ngủ anh kia phải quán cũ qua quán mới cũng được bồi thường. Và bên này thường thường là sau khi ông bồi thường rồi thì cập tiền rồi, thế là thì luôn.
Hồi đó cái bún bò Cà Mau gì đó. Dạ, một vậy đó đó, Cà Mau đó. Cà Mau lúc đó nó lên dưỡng dần lắm á. Chứ không phải sàng hô à. Đó, bún bò có món nổi tiếng lắm. Cà Mau á, nổi tiếng lắm. Nổi tiếng lắm. Nổi tiếng nhưng mà làm sai. Bún trà à ngồi không bao giờ dùng sả. Thấy anh có ra ngoài này hút nhiều quá. Tôi ở đây là tôi cũng sợ bà xã luôn. Có gì là tôi nói Long Thầy Tàu mẹ tôi hút cho tôi phải hút. Đúng rồi, đúng rồi. Long Thầy Tàu mời giác hút thuốc chứ không phải giác đợm hút đâu. Cái này là đúng, đúng, sinh viên chứ không. Bây giờ chưa? Cái gió. Tôi là nếu đó khi nào mà bà xã tôi gọi cái gì là tôi gửi lại là giống thầy tao về là chứ bà xã tôi dừng luôn. Đúng rồi, đúng đó nhé. Lã Quý Trang chỉ ngồi thở khói thôi, hít thở. Cái này là hưởng khói. Hưởng khói thôi chứ không có gì. Miễn phí. Ngon lành lắm á. Ngon lành lắm. Nhưng mà sau đó thì không biết là sao nữa. Nhưng mà cái lúc đó là Hà Thông Giác. Mai. Không. Mai. Nó tặng mày điếu, thêm điếu là ngày mai hai điếu đi. Hút được 6 tiếng mới hết. Xin kính chào các viên trưởng. Chào lại đi. Thôi đi luôn. Hồ chào lại cái đi. Đúng không? Chào này đúng không? Đúng. Bây giờ đó mấy ông cô chào mà mấy ông cứ thế này không à? Đâu ai chào đi đâu? Chào ông coi trong mấy cái hình nó chụp á. Ông cứ chạy không à? Ngon lắm. Tay quay ông rơi. Tay quay ông rơi. Ông còn ba tấc ở trên trường á. Nguyễn Quang Trung, Lê Sĩ Thắng, Long Thế Tào, Ngựa Xuân, đấy rồi, đẹp quá rồi, toàn khóa 17 chứ, câu lục bộ nổ nên toàn khóa 17 không? À, xúc giác, vua lục đá, vua nổ, không lục đá, tôi có hai thằng cháu chứ. Một thằng thì nói thằng này là lựu đạn, thằng kia nói còn may là bom. Sao, rác sao? Đi cái lùi.